Thưa quý vị, trong không khí hân hoan chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, sáng nay 25 tháng 1, huyện ủy Hớn Quản đã tổ chức họp mặt biểu dương nhân rộng những cán bộ tiêu biểu mặt trận tổ quốc đoàn thể ở ấp Sóc Khu Phố. Qua đó, không chỉ nhân rộng những điển hình tiêu biểu từ cơ sở trong góp sức xây dựng quê hương, mà còn tạo nên hương xuân ấm áp trước thềm năm mới. Năm 2021, cả tỉnh nói chung và Hớn Quản nói riêng có nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Song với sự chủ động, nỗ lực sáng tạo và đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là sự nỗ lực của các ấp, khu phố, đã có phần tích cực thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19. Trong năm, toàn huyện đã xây mới và sửa chữa 105 căn nhà đại đoàn kết, tình thương, với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng, trao tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn hơn 12,8 tỷ đồng và hỗ trợ cho nhiều đoàn viên, hội viên, người nghèo vươn lên thoát nghèo. Trong đó, toàn khối đã vận động hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ quỹ phòng chống dịch COVID-19, tích cực vận động lương thực thực phẩm, rau củ quả, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở khu phong tỏa. Trưởng ban công tác mặt trận khu phố là chị hội trưởng phụ nữ, thì tôi nhận thấy cái vai trò trách nhiệm của mình là cái nhịp cầu nối truyền tải những chỉ thị, nghị quyết và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới người dân. Sự đoàn kết thống nhất từ cấp ủy chi bộ đến ban quản lý khu phố, ban công tác mặt trận khu phố tới người dân, thì chúng tôi đã thực hiện và làm tốt được cái công tác phòng chống dịch. Dù còn khó khăn, vất vả, chúng tôi, những người cán bộ cơ sở, sẽ luôn nỗ lực hết mình trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Buổi gặp mặt đã biểu dương 391 cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể tại ấp Sóc Khu Phố trên địa bàn huyện. Đây cũng là hoạt động từng bước cụ thể hóa đề án đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ấp Sóc Khu Phố, để tạo nguồn giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc trong công tác hội, đoàn thể cơ sở để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong thời gian tới.